sân vận động Thanh Hóa đang tiến hành chỉnh trang để chuẩn bị cho mùa giải mới của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Bắt đầu bằng trận đấu tại Shopee Cup vào ngày 21 tháng 8 tới. Dự kiến các khu vực trong sân vận động sẽ được vệ sinh sạch sẽ gọn gàng. Được biết, tại Shopee Cup năm nay, các sân vận động sẽ sử dụng màn hình LED quanh sân để quảng cáo, vì vậy thời gian tới hạng mục này sẽ được lắp đặt tại sân Thanh Hóa. Ngoài ra giải đấu cũng sẽ áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài video, và nên việc chuẩn bị cũng phải hết sức chu đáo. Một thông tin quan trọng khác là ở mùa giải này, sân Thanh Hóa sẽ được lắp đặt đầy đủ ghế ngồi trên khán đài để phục vụ khán giả. Đông Á Thanh Hóa sẽ có hai trận được thi đấu trên sân nhà tại vòng bảng Shopee Cup, lần lượt gặp câu lạc bộ San United của Myanmar vào ngày 21 tháng 8 và Prachan Wichervanriang của Campuchia vào ngày 22 tháng 1 năm 2025.